Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công Thương tổ chức diễn ra vào hôm qua 22 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong triển khai đề án cũng như việc phải bảo đảm chất lượng trong xây dựng nhà ở xã hội cho người dân. Sau 2 năm triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhiều khó khăn vướng mắc bộc lộ rõ. Bộ Xây dựng cho biết nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, không bố trí chỉ tiêu, quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mình. Doanh nghiệp phản ánh vay vốn ưu đãi thuộc gói vốn tín dụng 120.000 tỷ đồng gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng không giải ngân được nguồn vốn này. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương giả soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai đề án. Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp cần thiết nên đóng góp 20% giá trị tương đương của nhà ở thương mại vào hoạt động xây dựng nhà ở xã hội tại địa phương. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mặc dù phân loại nhà ở xã hội, song tuyệt đối không được hạ thấp tiêu chuẩn trong xây dựng nhà ở, không phải vì bán giá rẻ mà cắt giảm tiêu chuẩn an toàn nhà ở. Bộ xây dựng ra soát nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội để bảo đảm bao quát đủ các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng về tiến độ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phục vụ xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của gói ưu đãi này hiện còn rất thấp. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước về tiến độ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho thấy, đến nay các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp thẻ tín dụng cho 15 dự án với số tiền cam kết khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đã có nhu cầu giải ngân tại các tỉnh Phú Thọ, Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh và An Giang. Số tiền cam kết cấp tín dụng cho 6 dự án này là hơn 1.700 tỷ đồng đã được giải ngân hơn 410 tỷ đồng cũng theo ngân hàng nhà nước hiện có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Mặc dù thời gian qua ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn tín dụng đối với các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý nhưng tỷ lệ giải ngân của gói 120.000 tỷ đồng vẫn thấp do phần lớn các dự án được công bố mới đang ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục bắt đầu triển khai. Bộ Y tế đang đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét. Bộ Y tế cho biết công tác phòng chống sốt rét của Viện Sốt Rét, Ký Sinh Trùng, Côn Trùng Trung ương đã góp phần làm giảm sâu cả 3 tiêu chí, số ca mắc, số ca tử vong và số vụ dịch. Đến năm 2023, đã có 46 tỉnh được công nhận loại trừ sốt rét và Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. Hiện nay Bộ Y tế đang yêu cầu các vụ cục liên quan của bộ khẩn trương tham mưu giải quyết các đề xuất của Viện sốt Z ký sinh trùng côn trùng trung ương, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các đơn vị và địa phương để thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống và loại trừ sốt Z bệnh về ký sinh trùng và côn trùng. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa cho biết đơn vị này đang huy động sản lượng điện từ các nhà máy nhiệt điện để bù đắp cho sản lượng điện của các nhà máy thủy điện do tình trạng nước về các hồ thủy điện ở mức thấp. Từ đầu tháng 2 năm 2024 đến nay, các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 48 đến 99%, ngoại trừ hồ Thác Bà và hồ Tuyên Quang. Sản lượng theo nước về trung bình của các thủy điện cả nước khoảng 97,7 triệu kWh một ngày. Trong bối cảnh nước về các hồ thủy điện miền Bắc ở mức thấp, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia tiếp tục huy động nhà máy nhiệt điện Ninh Bình để giữ nước các hồ thủy điện miền Bắc, đáp ứng cao điểm và bảo đảm an ninh cung cấp điện mùa khô, đồng thời huy động nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để bảo đảm khả dụng hệ thống điện miền Bắc và tiết kiệm thủy điện. Để bảo đảm an ninh, cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho hệ thống điện quốc gia trong tháng 2 năm 2024 và các tháng tiếp theo, Cục Điều tiết Điện lực yêu cầu tất cả các nhà máy điện bám sát kế hoạch sửa chữa thiết bị của nhà máy, bảo đảm khả dụng vận hành sau sửa chữa, chuẩn bị cho mùa khô năm 2024, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cấp than ổn định với khối lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát điện của các nhà máy điện, có các biện pháp bảo đảm các nhà máy điện vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu phát điện của hệ thống. Vào chiều qua 22 tháng 2, ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố khảo sát về việc làm và sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, qua đó cho thấy nhiều tín hiệu tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh những ngày đầu năm 2024. khảo sát nhanh của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ngay sau Tết 2024, hầu hết các doanh nghiệp đã có đơn hàng hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 2, lao động trở lại làm việc trên 90%. Trong đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may và đồ gỗ đã có đơn hàng đến tháng 6 năm 2024, cá biệt có doanh nghiệp nhận đơn hết năm. Đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những chỉ số kinh tế trong hai tháng đầu năm là rất khả quan, đem đến hy vọng tăng trưởng quý 1 năm 2024 ít nhất 5% cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều giải pháp xúc tiến hỗ trợ ngay từ sớm nên dự báo trong quý 1 năm 2024, kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại sẽ đạt kết quả tích cực, duy trì và tăng trưởng quy mô so với cùng kỳ từ 5% với ngành công nghiệp và 10% trở lên với lĩnh vực thương mại, xuất khẩu trên 7%. Dự kiến từ nay đến cuối năm thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 17 hoạt động sự kiện chính xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có 11 hội trợ triển lãm. Thưa quý vị, nhằm tăng cường kết nối thương mại giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội, vào ngày 22 tháng 2, tuần lễ kết nối toàn cầu năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.100 doanh nghiệp. Tuần lễ kết nối toàn cầu 2024 là một sáng kiến của mạng lưới kết nối doanh nghiệp BNI Hà Nội tổ chức hàng năm nhằm giúp các doanh nhân, doanh nghiệp xây dựng kỹ năng kết nối trong mạng lưới gia tăng cơ hội kinh doanh, hợp tác, chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm thành công giữa các thành viên trong mạng lưới. Tại sự kiện, các doanh nhân doanh nghiệp đã có cơ hội trao đổi, tăng cường các mối quan hệ hợp tác để phát triển cơ hội kinh doanh. Các sản phẩm tiêu biểu từ hơn 1.100 doanh nghiệp cũng đã được lựa chọn để giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng. Tại triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow 2024, hãng hàng không Vietjet và tập đoàn chế tạo máy bay Airbus vừa ký kết thỏa thuận nguyên tắc đặt đặt mua 20 máy bay thân rộng thế hệ mới A330neo. Đây là đơn đặt hàng tàu bay thân rộng lớn nhất của Vietjet đến thời điểm hiện tại và là một trong những đơn hàng lớn nhất tại Singapore Airshow năm nay. Các máy bay A330neo sẽ được khai thác trên mạng bay tầm xa đang phát triển của hãng, cũng như trên các dịch vụ bay tại các điểm đến có nhu cầu cao trong khu vực. Các tàu bay mới sẽ thay thế đội bay A330, A300 thuê hiện tại của hãng, cũng như hỗ trợ kế hoạch mở rộng mạng bay. Đây là sự bổ sung chiến lược nhằm hiện đại hóa toàn diện đội bay của Vietjet, nâng năng lực khai thác của hãng lên vượt bậc để phục vụ phát triển mạng bay toàn cầu của hãng. Sự góp mặt của dòng tàu bay tiên tiến A330neo tiết kiệm nhiên liệu, đội bay Vietjet sẽ góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Vietjet với các mục tiêu e giảm phát thải dòng về bằng không vào năm 2050. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về phân cấp việc phân cấp việc cấp điều chỉnh thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thủ đô. Quyết định của Hà Nội cho phép từ ngày 29 tháng 2 tới, Hà Nội sẽ phân quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện được cấp thu hồi giấy phép và chịu trách nhiệm toàn diện về loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Cùng với đó, Ủy ban dân cấp quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Bộ Công an, sau đợt tổng kiểm tra rà soát vừa qua, gần 10.000 quán karaoke bị tạm đóng cửa vì vi phạm phòng cháy chữa cháy. Tại Hà Nội, qua quá trình ra soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, thành phố đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó mở rộng đấu giá với cả biển số xe máy. Bộ Công an cho biết thực hiện việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến hết tháng 2 năm 2024, đã có trên 15.100 biển số xe ô tô đã được đấu giá thành công với tổng số tiền gần 1.400 tỷ đồng. Tuy vậy, đấu giá vẫn ở diện hẹp mới dừng lại biển số ô tô cá nhân, chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ô tô khác và biển số xe mô tô, xe gắn máy. Vì thế, chưa đáp ứng được hết nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số theo sở thích. Từ thực tế trên, Bộ Công an nhận định cần luật hóa quy định trên vào dự luật nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe đáp ứng mục tiêu công dân số, chính phủ số theo đề án 06. Việc luật hóa sẽ thực hiện theo hướng mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe bao gồm biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy. Dự thảo đề xuất giá khởi điểm một biển số xe mô tô xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng, bước giá bằng 10% giá khởi điểm. bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố ven biển về việc thực hiện một số nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy thời gian qua vẫn có 7 tàu cá ở Kiên Giang, Quảng Ngãi, Tiền Giang vi phạm vượt ranh giới trên biển. Có hơn 4.300 tàu cá trên 15 m không bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng, trong đó có 220 tàu cá trên 24 m Hiện cả nước có gần 15.200 tàu cá, 30 không, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố ven biển ra soát, kiểm tra và xác định rõ tình trạng các tàu cá mất kết nối trên 6 tháng hiện đang ở đâu, đang hoạt động hay nằm bờ, chủ sở hữu, hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, đặc biệt là kiểm tra xác minh tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, nhất là tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên vi phạm quy định về giám sát hành trình và tàu cá vượt xanh giới trên biển tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước đó trong lần thanh tra thứ tư ec vẫn duy trì cảnh báo thẻ vàng và tiếp tục đưa ra bốn nhóm khuyến nghị đối với việt nam trong đó có nhóm vấn đề về tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa kiểm soát tốt nguồn gốc thủy sản xuất khẩu và tàu cá và việc thực thi pháp luật trong đó có xử phạt tình trạng tàu cá mất kết nối còn hạn chế Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ trái pháp luật xảy ra tại khoảng 4 tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh làm chủ rừng. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 11.826 m2, có 165 cây sao đen và 62 cây keo khoảng 15 năm tuổi, Đường kính từ 16 cm đến 28 cm, số cây gỗ bị chặt phá còn nguyên tại hiện trường, chưa bị cắt ngọn, cành lá đã khô, dụng cụ sử dụng để hạ cây rừng là máy cưa xích, thời gian phá rừng diễn ra trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hiện nay cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại rừng. Khi có kết quả giám định thiệt hại, nếu có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án và chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp Việt Nam đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 đạt 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành là từ 3 đến 3,5%. Chính vì vậy, theo thông tin trên Báo Nhân dân, ngay từ những tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản với những kết quả đáng mừng. Tháng 1 năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm 2023, nhập khẩu 3,72 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 1,43 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là một giải pháp hợp lý nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Tuy nhiên theo phản ánh trên báo đại đoàn kết, khó khăn hiện nay ở nhiều địa phương là một lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp chưa được xử lý, bị thải ra môi trường, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ trong kinh tế tuần hoàn còn hạn chế, khi hoạt động nghiên cứu và phát triển công tác này còn khiêm tốn trong các doanh nghiệp, sự gắn kết giữa các tổ chức với các trường đại học và các doanh nghiệp vẫn còn lỏng lẻo. Gói tín dụng lớn lên đến 120.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 là một chính sách đúng và trúng với thị trường và nhu cầu về nhà ở hiện nay. Theo thông tin trên báo Lao động, ngày 22 tháng 2, tại hội nghị do Bộ Xây dựng tổ chức, con số đưa ra đáng suy ngẫm. Sau một thời gian dài triển khai, tới nay mới giải ngân được 531 tỷ đồng tại 6 dự án nhà ở xã hội, tức là tỷ nghệ giải ngân đạt 0,44%. Chuyển sang thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị, Sở Giao thông Vận tải vừa có tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội miễn phí cho toàn bộ người dân tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thủ đô vào 4 kỳ lễ Tết lớn trong năm. Trung quanh vấn đề này, ý kiến một số chuyên gia cho rằng đây là giải pháp hiệu quả để quảng bá cũng như thu hút người dân tham gia giao thông bằng xe buýt và tàu điện. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hệ thống vận tải hành khách công cộng, thành phố Hà Nội cũng cần có sự điều chỉnh cũng như bố trí phương tiện hành khách một cách hợp lý, nhất là những tuyến city tour, đồng thời nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ, tránh tình trạng người dân phải chen chúc, chờ đợi quá lâu. Cục Hàng không vừa yêu cầu 5 hãng bay báo cáo công tác bán vé máy bay dịp Tết trước những phản ánh về hiện tượng khan hiếm tại nhiều trạng bay và giá vé bay đắt đỏ. Tuy nhiên, điều hành khách cho rằng đến nay mới yêu cầu báo cáo là muộn màng vì đã kết thúc mùa bay Tết. Trao đổi với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo một hãng bay cho rằng giá vé máy bay dịp Tết cao nhưng các hãng vẫn theo cơ chế thị trường và tuân thủ quy định về giá trần, có sự cạnh tranh về giá vé giữa các hãng bay, đường bay. Đồng thời các hãng bay cũng không thổi giá bởi đặc thù bay lệch trước và sau Tết nên chi phí khá cao. Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó quy định về việc cấm uống rượu bia khi lái xe một lần nữa được đưa vào. Cụ thể tại khoản 1 điều 8 dự thảo luật quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng, đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Bộ Tư pháp Tư pháp thuộc Bộ Công an cho biết, việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn xuất phát từ việc chưa có kết luận khoa học tuyệt đối nào về uống rượu bia mà không say hay thời gian sau bao lâu sau khi uống rượu bia thì hết nồng độ cồn trong cơ thể. Nếu nới ngưỡng nồng độ cồn có thể dẫn đến không thống nhất trong kiểm tra và xử lý. Quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn cũng thống nhất với quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Báo Hà Nội Mới dẫn thông tin từ Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024 đã ghi nhận 357 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Cùng với sốt xuất huyết, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 70 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, nhưng hiện không có ổ dịch mới. Theo quy luật, ngay sau Tết Nguyên đán là giai đoạn chuyển từ mùa đông sang mùa xuân, có mưa phùn kèm theo nồm ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm. Các bác sĩ khuyến cáo đối với những người có bệnh lý nền cần lưu ý và quan tâm hơn trong việc phòng tránh nhiễm bệnh như là đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, cách ly và hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân tiếp theo là những thông tin thời tiết trong ngày kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua một khối không khí lạnh mới ở phía Bắc đã tràn xuống nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh, lúc này nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh với mức nhiệt phổ biến ở khoảng 19 đến 21 độ. Trong ngày hôm nay thì không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường yếu xuống nước ta nhưng có hướng lệch về phía đông. Do đó hầu hết khu vực vẫn duy trì mây nhiều và có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ còn thấp hơn. Chỉ riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của không khí lạnh nên trời vẫn có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 32 độ. Không còn tác động của vùng thấp, lại có thêm quá trình tăng cường của không khí lạnh. Vì thế, ở các tỉnh phía Bắc miền Trung, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, hôm nay thì trời chuyển nhiều mây và có mưa. Nhiệt độ giảm, hầu hết đều chỉ dao động ở ngưỡng 25-27 đến 27 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa ở một vài nơi, nhưng cường độ nắng không còn mạnh như những ngày trước nữa. Dự báo nhiệt độ trưa chiều nay ở đây phổ biến từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến hết Bình Thuận, hôm nay vẫn có nắng cả ngày, nhiệt độ giao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Với các tỉnh thành phía Nam, do nằm trọn trong khối không khí ổn định, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng sớm và duy trì suốt cả ngày. Vì thế, nhiệt độ trên các khu vực vẫn khá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ. Đối với các tỉnh thành miền Đông của Nam Bộ, nhiệt độ là từ 35 đến 37 độ. Nắng nóng xuất hiện diện rộng. Còn ở miền Tây, nhiệt độ thấp hơn nhưng hầu hết cũng đều trên 33 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng. Trên biển trong ngày hôm nay ở khu vực phía bắc của vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Từ đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cũng có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.